qua bên đó coi nó. Hôm nay xin giới thiệu với mọi người là về một cái nhân cái năm nay. Đây là mình đang đứng ở ngay cầu 3 tháng 2. Đây là cầu mới của thành phố Rạch Giá, nối liền giữa cái khu 16 hectare. Đây, khu này là khu 16 hectare. Với đường 3 tháng 2, ở phía bên kia là cây nào nó đẹp thì nó có nghệ thuật cao chứ, nhưng mà giá trị từng chủng loại chẳng hạn là cũng như là cây này, cây mực quế nè, cây này là giá trị cao. Cái Nam Điền như vậy nó cũng là giá trị cao. Cây này nếu mà chú bán là cây này là cây này có 30 triệu. Còn cây nào mà mắc nhất cây này 500 triệu, cây này. Cây này là cây 500 triệu. 500 triệu là cây này. Cây đó gọi là cây gì? Cây cần thăng. Cây này là khoảng bao
Cái này tôi nuôi năm nay là nó 6 năm rồi. Từ cây phôi á tôi nuôi là 6 năm rồi, cành nuôi 6 năm rồi. Cành thăng. Cành thăng. Cái này cái này sau đây cái này chiều cao khoảng 3 mét, tôi lên xe rồi dứt đi cũng đi được, tôi trả lại. Ủa, chú ở thành phố Cà luôn hả? Không, tôi ở huyện Hội Sơn, của An Giang. An Giang. Cái này là chú làm nông lâu rồi? Tôi nghề tôi làm được mười mấy năm nghề rồi. Không chú cứ nói. Tôi là vào nghề sinh vật cảnh này được 15 năm rồi. Những cái tác phẩm này tôi cũng tạo tác được, tôi cũng bán đi nhiều lắm rồi, nhưng mà thằng này tôi mới tạo lại thôi, năm khoảng 3 năm nay. Chú, ngoài ba cái cây mà chú mới giới thiệu với con, còn cái nào đặc biệt không chú? Đó là bằng nhau hết nè, mà vừa rồi em đi vô cái đó là người ngàn. Ồ, mà nếu mà khách có liên hệ với chú thì liên hệ số nào? Đây. Đây con. Câu lạc bộ Hội Sơn tỉnh An Giang. Số điện thoại của cái ổi đó 12 triệu. Em nhìn nãy giờ em không có cái thấy. Cái này cổ lắm dạ. Luôn rồi. Cái ổi 12 triệu. Thôi để sáng mai con quay cho nó rõ. Dạ. Bữa tối nó học cái rõ lắm. Quay chiều này. Hết. Nhưng mà tại hiện giờ là tối quá, ban đêm không có thấy. Dạ. Thôi để sáng mai con quay qua con quay lại. Cảm ơn chú. Con đi vòng vòng cái. Cô đi cô. Trái không? Dạ có. Ủa cây này là nếu vậy là khoảng bao lâu rồi anh? Cây này lâu lắm rồi, giờ hết nhớ nổi thời gian rồi, bị nhiều cây rồi. Nó già lắm nè, thấy không? Da đỏ. Nhìn vô đâu mình để biết nó có tuổi. Nhìn theo độ cái da nó nè, sẵn da nó sẵn sụ nè. Nếu mà xịt nước nữa nó đói ao vậy đó. Cảm ơn nha. Ơi Lâm Đại Kiên Giang ơi. Rồi quay lên cho vợ mày thấy mặt mày ông ơi. Rồi thấy mặt mày đang tổ kiếm tiền á. Nhiều cây quá. Được rồi.
cao lớn. Nhiều cây quá. Lúc mà đồng chí vào phỏng vấn thì bên trong đấy có cái người quái lắm. Đồng chí đấy. Ờ đấy. Mai em đi phỏng vấn giờ em đi quay tổng cảnh. Quay ở trong đi. Vào trong em nhìn đi ăn mới biết được. Hỏi ngay là để bên trong nó giấu quá. Ăn cây nào là cây khủng nhất? Tại vì cái này cây nguyên liệu á thì nó giá vậy đó, hợp lý với anh em về người ta còn chơi nữa. Đây, không mấy bắt lại. Chèm quay anh kìa. Đây quà to nhất là quà của anh này. Đây là hũ cao cổ. Đây quà. Đây là vườn hoa lan làm vườn ở đâu? Đi nha. Ai gì vậy? Ê, đóng cửa kìa. Thì ấy thì phục vụ cái ghế thôi.